1. Tiếp nhận thông tin và khảo sát. Kiến trúc sư liên lạc, tiếp nhận thông tin và nhu cầu của khách hàng. Kỹ sư hiện trường cùng kiến trúc sư khảo sát trực tiếp công trình, kiểm tra và đo đạc, khảo sát những thông tin cần thiết để có thể lập hồ sơ phân tích dự án. Đối với công trình bán kính không quá 30 km+ tặng quý khách gói khảo sát. Với công trình lớn hơn 30 km, phí khảo sát là 3 triệu đồng dự án.